Mình chào quý vị đã quay trở lại với Huế Review. Kính thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt ở khu vực Đại Nội Kinh Thành Huế. Và hôm nay là ngày 23 Tết. Ở đây đang có một cái chương trình rất là hoành tráng và tuyệt đẹp thưa quý vị. Đó chính là chương trình Tết Huế, Tết Hoàng Cung. Và hiện tại thì chương trình đang khai mạc. Trong chương trình này thì cũng có rất nhiều những cái hoạt động ý nghĩa mang không khí Tết đến cho muôn nơi. Và có nhiều khán giả trên kênh cũng rất quan tâm tới cái chương trình Tết Huế này và cái không khí Tết Hoàng Cung là như thế nào. Sẽ tái hiện đến quý vị những cái hoạt động liên quan tới ngày Tết cổ truyền. Và bây giờ thì không để quý vị chờ lâu, kính mời quý vị cùng theo chân tôi đi khám phá chương trình Tết Huế này quý vị nhé. Và tôi cũng xin gửi đến quý vị một cái không khí Tết tuyệt vời nhất ở khu vực Kinh Thành Huế trong thời gian tới. Rồi xin mời quý vị. Và trong kia chính là sân khấu của chương trình Tết Huế. Đấy. Chương trình này thì được diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 1 tới ngày 5 tháng 2. Và đây chính là khu vực cửa Quảng Đức này. Đó. Những cái cửa Kinh Thành được sử dụng để hình thành cái chương trình Tết Huế. Và nó có một cái ý nghĩa đó là tái hiện lại cái Tết Hoàng Cung. Như quý vị thấy thì bây giờ không khí ở khu vực này cũng rất là đông đúc, nhộn nhịp. Tuy nhiên thì bây giờ vẫn còn hơi sớm, do đó là tôi cũng sẽ cố gắng để một thời gian nữa tôi sẽ cập nhật cái không khí đông vui của chương trình Tết Huế. Đồng thời thì cũng gửi đến cho quý vị những cái hoạt động có trong chương trình. Đây nó có cái chương trình chi tiết đấy quý vị. À, không khí rất là xôn xao luôn. Trong kia thì đang có cả cái chương trình mùa lân. Đây là không gian để thực hiện chương trình làm bánh Tết đấy quý vị, mứt Tết đó. Sẽ diễn ra trong lát nữa. Rất nhiều người đến để tham dự. Chưa gì chúng ta đã thấy được không khí rất là nhộn nhịp vui tươi ở khu vực này rồi quý vị. Và sau đây thì tôi cũng sẽ cập nhật cho quý vị những cái hoạt động tiếp theo trong chương trình Tết Huế. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Tốt hơn, khỏe hơn trong cái buồn rét lạnh và đồng thời ngày Tết
thường được dùng những cái món gì? Vâng, kính thưa quý vị, thì trong chương trình Tết Huế là có hoạt động là làm bánh mứt. Thì bây giờ quý vị cũng có thể thấy là không khí rất là nhộn nhịp với sự tham gia của rất nhiều các cái đơn vị. Chúng ta trong ngày Tết thấy rôm rã rồi. Bây giờ các đồng chí công an đồ cùng sống pha làm các cái sản phẩm công dụng và đồng thời là một lợi ích cho người. Vì vậy cho nên món mứt tương cũng thể thiếu. Như vậy là bây giờ là làm mứt thường vị. Bên cạnh đó, những ngày xuân là những ngày ra đào ấm áp tình bạn. Đấy, tình bà con gặp trời và đi trà giảm tàn để làm mứt tương ấm thì không có gì. Mứt gừng là gọi như là đặc sản đất cổ đô đây quý vị. Và bây giờ thấy quạt lửa nó nhìn hấp dẫn ở đây. Tôi sẽ cập nhật liên tục cái cuộc thi làm mứt bánh này. Bên này là vừa làm mứt gừng và bình thường này. Mùa tháng 10 đặt xong thì người ta cho những con vịt. À, đến kia là nghệ nhân đang thuyết trình về các cái sản phẩm mứt Tết. Ôi, khỏi, khỏi bay mứt trời luôn. Gì? Làm mứt dừa gì? À, dạ. Đấy, các ó các gì là coi như là mặc áo dài, là mạnh, khỏi đúng bay luôn. Dạ. Bên đây là Phú Thanh này, xã Phú Thanh này. Gì? Mực gừng là gì hả? Dạ, làm bánh phừng đúng hả? Dạ. Ai mực gừng, mực dừa, bánh phừng. Đặc sản Tết Huế đây. Đây là các đơn vị Phú Thanh, Phú Mậu. Vì vậy cho nên món bánh thuận cũng được chọn hôm nay để các vị thực hiện thi thổ trổ tài năng và làm cho buổi thi quả sặc sỡ quý vị. Áo dài màu đủ màu. Đối với cái món mứt dừa, người làm bánh mứt là quả là tuyệt vời. Và sẵn sàng dễ làm cho nên ăn mứt dừa. Đấy, các loại mứt thì cũng khá là dễ làm. Do đó là cuộc thi cũng nằm trong cái tiêu chí là đơn giản, sản phẩm nó phải ngon. Nhưng quan trọng là quạt lửa rồi đủ can đúng lúc là được. Sau thi làm bánh mứt thì sẽ có thi gọi bánh chưng mình tét. Mặc áo dài quạt lửa làm mứt quá tuyệt vời. Nhìn lửa tháng hồng rất là đẹp đó quý vị. Chưa gì là bên này là trộn đường rồi này. Gần xong rồi này, gần xong rồi này. Bây giờ đến để hấp phố đây. Tại vì không cho bỏ bi lắm. Dạ. Coi như là quạt bây giờ là xong tuồng về đường. Nó sẽ ra sản phẩm luôn ạ. Dạ. Nhắn gì ấy. Bên đi là chữ thập đỏ. Bên này thì đang làm cái món gì mà xanh xanh đấy chị? Mứt dừa. Mứt dừa đây quý vị. Nhìn màu xanh của dừa đó đây. Của loại dừa. Dạ. Dạ. Bên này là bên đơn vị Đông Ba này. Mứt dừa đây quý vị, mứt dừa đây. Mứt dừa, mứt gừng này, nhìn chuẩn bị xong rồi đây. Giờ này là đang
khỏe bình thường này. Nhìn cái tay đánh điều dễ sợ chứ. Đi là phải tết rồi đấy. Bên đây là ăn hoa vậy? Dạ. À, rất nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố Huế tham gia. À. Dạ, quá đẹp. Lửa không là thấy đẹp đó. Dạ. Bên này là sống một kia rồi. Cái quạt lửa là bình thường là gì? Bình thường gì anh? Dạ. Kính thưa quý vị và ôi, không khí rất nhộn nhịp vui vẻ luôn quý vị. Xin hỏi là cả đội ở phía dưới này sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Đây, sẵn sàng rồi. Tôi xin tuyên bố hội thi làm mức là bản truyền thống hương vị ngày tế chính thức được bắt đầu. Kể tên gì cả thân viên ban điều hành hai phường giao hội này. Chỉ và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của ban tổ chức. Kể mời các thành viên hội đồng bình chọn, ban giám khảo tiến về khu vực gian hàng và hội thi để thực hiện nhiệm vụ. Kính thưa quý vị, chương trình tỉnh Huế sẽ được diễn ra liên tục từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2024 với nhiều hoạt động hấp dẫn và ý nghĩa. Chào bên đây có áo ba đẹp đi à? Quá đẹp luôn. Phương Phật Vân đây quý vị này. Đó. Và lúc 14:30. Áo ba này miếng tay làm mức gương này đó. Miếng tay làm mức gương Huế này. Dạ. Chương trình đến hồi sắc xuân và những phần phim diện áo dài cộng đồng. Và hợp đồng các thiết giá đồ ngắm đường chưa? Dạ. Dạ. Được đường đây quý vị này. À. Đây quý vị thấy là không khí của lễ hội ngày hội làm bánh mứt đang diễn ra rất sôi nổi. À, và cũng có rất nhiều những cái du khách đến đây để tham quan, tham dự hội thi. À, bây giờ thì trong quá trình diễn ra thì tôi cũng sẽ đi một vòng các cái gian hàng rồi qua thử cái không khí Tết nó sôi đủ như thế nào để gửi đến cho quý vị. Chúng ta tiếp tục hành trình nha quý vị. Và phía ngoài đường lớn đây quý vị thì đang diễn ra các cái hoạt động cho các bạn nhỏ trải nghiệm này, các cái sản phẩm văn hóa truyền thống, các cái làng nghề thủ công. Đây ở đây là có hoa giấy. À, các bạn nhỏ có vẻ rất là thích thú khi mà tham gia các cái hoạt động trải nghiệm này. Hello. Làm được chưa? Làm bóng giấy được chưa? À, rồi. Đấy, ai cũng làm được rồi quý vị. Rồi bên này là làm bánh in này. Đấy. Chà, mấy bạn nhỏ giỏi ghê ha. À, quý vị thấy là một cái sản phẩm bánh truyền thống này. À, sau khi làm bánh xong là sẽ gói giấy màu này. Đúng là một cái hoạt động trải nghiệm thú vị. Còn bên này là các cái hoạt động. Đây bên mình trải nghiệm gì đi cháu hả? Dạ, tòa hè chùa. À, làm tòa hè đấy hả? Đó. Đây, trò chơi thổ bẻ đây. Ai nhìn vào những hình ảnh sẽ cảm nhận cái hơi thở của mình này. Ở cả cái sản phẩm tòa hè này quý vị. Quá đẹp. Các bạn nhỏ cũng rất là phấn khởi khi tham gia các hoạt động trải nghiệm này. Còn bên này là việc thư pháp này. Đấy. Tập việc chữ thư pháp này. Ồ vui chưa? Đây có việc chữ chi đi. Ai có việc chữ chi đó? Có việc chữ chi đó? À, có việc đó. Việc chưa mắng việc chí luôn. Hoành tráng chứ. À, tập việc thư pháp đấy. Những bước khởi đầu đấy quý vị.
Đó. Bên này thì trải nghiệm làm ống con ống táo này. Đấy. Tô màu, vẽ màu. Ồ, đẹp quá. À, những cái sản phẩm màu này là để dùng để vẽ đấy quý vị. Đấy, hôm nay là 23 Tết thì cũng là ngày đưa ông con ông táo về trời. Do đó là các bạn nhỏ cũng trải nghiệm luôn. Trong kia thì hội thi vẫn đang diễn ra rất là sôi nổi. Còn bây giờ tôi sẽ dẫn quý vị đi tham quan cả cái gian hàng Tết trong cái chương trình Tết Huế nha. Đấy, ngoài cả cái hội thi thì cũng có không gian trải nghiệm Tết miền ký ức đây quý vị. Và tới đây là chúng ta chụp hình check in thì quả là hợp lý. Các bạn nhỏ rất là dễ thương này. Chờ quá đẹp. Đấy, bên này là mặc áo dài đi chụp hình đây quý vị. Bây giờ là cả cái không gian trưng bày phường Phước Vận này. Đây là cả cái loài trăm nụ đấy quý vị. Thì bây giờ thì không khí cũng khá là xôm tù đó đây. Bánh mứt này. Phường Phú Nhuận. Trầm hương thôi quý vị. Bên này là phường Thủy Vân này, đã sản phẩm này, nem chả, đấy, quá đẹp. Đặc biệt thì quý vị thấy là cả cái gian hàng cũng được trang trí lên nhìn rất là đẹp luôn. Đó. Phường Phú Thương này. Mức gừng đặc sản của Huế đây. Ngoài ra cũng có trưng bày cả cái lồng đèn rồi này kia trang trí rất là sặc sỡ. Đây là phường Phùng Hoa. Mức quốc gừng già, mức quốc gừng già rồi trẻ Huế này, mức cam. Đây là có niêm yết giá luôn quý vị. Đấy. Mời quý vị ghé không gian Tết Huế để mua sắm. Quá đẹp. À, bên này cũng có những cái sản phẩm. Dạ tự nhiên anh ơi. À, bên này là phường Đông Ba này. Ở phía trước thì trang trí cũng quá đẹp quý vị. Cả cái gian hàng ở đây nhìn rất là sặc sỡ. À. Bên này là cả cái sản phẩm về mọc về xén chứ à, mọc su li. À, nhìn chung thì bây giờ các gian hàng đã bày bán đủ các cái sản phẩm rồi quý vị. Bên này là hương hồ này. Mè sừng thiên hương, đặc sản xứ Huế. Đấy, hôm nay là ngày khai mạc, chỉ với vậy mà cái thời điểm này thì vẫn chưa có đông lắm. Nhưng mà sắp tới thì chắc chắn là sẽ rất nhiều người đến đây để vui chơi rồi như mua sắm. Phường Phú Hội. Bên này là hoa giấy à, đặc trưng của xã Phú Mậu đấy. Ở Phú Mậu thì có rất nhiều những cái làng nghề hoa giấy rồi tranh lăng sinh. Đó. Hoa giấy thanh tiên, tranh lăng sinh, hoa sen, đủ loài quý vị, quá đẹp.
bên này là thứ pháp. Vào ngày Tết thì thứ pháp là một cái hoạt động mà không thể thiếu, khi mà có thể là việc các cái câu đối, rồi các cái chữ thứ pháp mang ý nghĩa là may mắn. Và cái không gian này thì rất là dài quý vị. Nó kéo dài từ đường 23 tháng 8 cho tới khu vực đường Lê Huân luôn. Đấy, Kim Long nổi tiếng với mức gừng. Và sẽ thấy các cái sản phẩm mực gừng, đường mía, rồi mực ong đủ loại, rất đẹp quý vị. Bên này là xã Phú Dương. Phú Dương thì nổi tiếng với bánh chưng mình tét. Đấy. Bên này là dưa món này, bánh trứng có 20k thôi, quá rẻ, bánh tét 60k. Dạ. Mặc áo dài, trang phục rất là cổ truyền luôn. Phường Thủy Xuân. Đó. Nghề truyền thống trầm hương. À, đúng rồi, Thị Xứng thì có những cái làng hương rất là nổi tiếng này. Dạ. Còn cái trầm này. Xem nghề nhân nhị làm nha. Ồ. Oh. Quay sáng vào. Nghề nhân nhị làm luôn hả? Rất là nhiều. Chà. Rất là nhiều đấy. Chưa. Đẳng cấp nha. À. Thầm thầm có tí một áo có. Cũng có được nhạc vậy các bạn. Một áo. Đây, ai tới mua hương của nghề nhân nhị đây. Thị Xứng này. Bên này là gian hàng của Thủy Biêu. Đấy. Thủy Biêu thì nổi tiếng với thanh trà thưa quý vị. Nhưng mà đây mùa này thì không có thanh trà. Nhưng mà đây thì cũng có trưng bày các cái sản phẩm này. Mức thanh trà. À. Như vậy thì từ thanh trà chúng ta cũng có thể ram ra mức đây quý vị. Rồi đây, đó. À, uống thanh trà là nó có cả cái, người ta gọi là cả cái tẹp đúng không? Dạ tẹp, và con đấy là vỏ thanh trà. À, làm ra từ vỏ thanh trà. Dạ, đúng rồi. Người ta sẽ ngao đường dụng như là mức gừng vậy đó. Ừ, ồ, là, nói chung là vẫn theo cái quy trình làm mức, nhưng mà đây là được làm ra từ vỏ thanh trà đây quý vị. Đó, ngoài ra thì cũng có cái sản phẩm về trăm hướng em ạ. Vòng trầm này kia rất là đẹp. Rồi, cảm ơn ấy. Bên này là phường An Cừu, sản phẩm dâu tràm. Đó. Đây quý vị thấy là rất là dài thôi quý vị, tới khu vực đăng đường Lê Huân luôn. Thì trở về bài tôi cũng sẽ cố gắng đi hết cái khu vực này luôn để cho quý vị được chiêm ngưỡng các cái không gian trưng bày Tết trong kinh thành Huế đấy. Bên Thuận Lộc. Dạ. Áo dài quá đẹp. Phường Phủ Hầu đây. À, cũng có các cái sản phẩm nem. Dạ. Bên này là chả gì hả? Ném chả. Dưa mỏng. Dưa mỏng mì Huế. Tết mà ăn bánh trứng với dưa mỏng hoặc bánh tẹt với dưa mỏng thì là đúng bài luôn. Mọi người tới mua ủng hộ giúp này. Dạ, đây là chả gừng do các sơ làm luôn ạ. À dạ. Sản phẩm tự tay làm. Sơ là cũng hòa vào không khí Tết. Dạ, đấy, muốn giới thiệu đến mọi người. Ngoài ra thì cũng cái này là cùng các sở trang trí luôn hả các sở? Dạ, dạ. Cái này là của anh Quang ạ. À, dạ. Chúng là cùng phụ giúp cho các sở luôn hả? Dạ, đây là gian hàng của phường Phú Hầu. Dạ. Là tất cả các mặt hàng của phường. À, nói chung là những ai là ở phường Phú Hầu đó. Dạ, vâng, dạ. Đây là những cái sản phẩm này là bày bán ở phường Phú Hầu đấy quý vị. Dạ.
Đây, quý vị thấy dưa là được viết thư pháp đẹp này, trà gừng, tương ớt này, đầy đủ các cái sản phẩm Tết. Rồi cảm ơn ạ. À quên, đây có bằng giá luôn quý vị. Đây bằng giá đây. Dưa mỏng 45k, trà gừng lớn thì 80k, trà gừng nhỏ thì 60k. Đấy. Giá thì cũng phải chăng đây. Ở bên này thì trang trí một màu đỏ rực luôn. Đấy. Chợ Đông Ba này. Chợ Đông Ba thì quá nổi tiếng rồi. Thế nếu như mà quý vị tới thì cũng có thể ghé chợ Đông Ba để mua sắm. Đây có hai gian hàng luôn. Một bên là bánh mứt, còn một bên là cả cái sản phẩm hạt dưa này. Dưa món rồi này kia đầy đủ. Đấy, mặc áo dài chụp hình là đúng vai luôn. Ở đây là khu vực đường Lê Huân. Đây, quý vị thấy bên kia thì cũng có các cái gian hàng được bày bán này. Bên trong này thì cũng có các cái khu vực phường An Đông này, rồi Vĩnh Thanh, Vĩnh Ninh, rồi Phú Thanh. Mình sẽ đi vào xem sao nha. Đó. Quả đông đúc, vui tươi. Chờ xuống miền ký ức. Bên này là các cái sản phẩm áo dài. Đó. Tinh hoa. Đây là các cái dược liệu này. Một số các cái gian hàng ở đường Lê Huân thì có thêm đào mai nữa. Nhìn rất là sặc sỡ luôn quý vị. Phường Gia Hội. À, đây ai tới coi bói đầu năm đây. Tới Phường Gia Hội coi bói này. Cả cái sản phẩm về sâm. Ba hồi đông rất là lành lùng. Bên này là gian hàng áo dài rồi cổ phục. Không, bên này là phường Tây Lộc các vị. Các cái sản phẩm về sen này, hoa dậy này, trang trí rất là đẹp. Mức cuộc nhìn rất là cổ, gọi là cổ truyền ở đây. Cả cái sản phẩm mà lưu niệm móc khóa cũng được bày bán ở trên con đường này. Ở bên này trang trí pháo rồng nhìn hoành tráng nha quý vị. Phường An Tây. Bánh mứt rồi cả cái loài mai. Lồng đèn nhìn đẹp của mình. Mai An Tây. Trang trí rồng quá đẹp. Đây là rồng An Tây chưa hả? Không, năm nay là rồng vị già. Đây là rồng vị già, rồng An Tây đó. Rồng vị già. Đây vì già làm nguyên rồng đẹp chứ. Rồng này là rồng thắng đây này, thắng lóng. Quá đẹp. Đập vào mắt là thấy rồng rồi, là coi như cả cái sản phẩm bên trong nhìn cũng mà đảo thành công này quý vị. Rồng này.
sản phẩm mộc mỹ nghệ quá đẹp luôn. Wow, rất là thân thoại. Phường An Hòa cùng cả cái sản phẩm mộc mỹ nghệ. Phật Hiền Thư rất là đẹp đấy. Phường Hướng Phong này. À, như vậy thì bên khu vực này thì chủ yếu là các cái sản phẩm trang trí nội thất, rồi là các cái sản phẩm về trưng bày Tết. Wow, Phường Đúc. Phường Đúc là nổi tiếng với đúc đồng và cả cái sản phẩm đúc đồng đấy quý vị. Ngày xưa thời cả cái vua chủ thì bên Phường Đúc là một cái phường rất là nổi tiếng mà được cả vua chọn để mà làm ra cả cái sản phẩm bằng đồng. À, lư đồng bên Hương Long, Tinh Dầu. À, thì ở phía bên này thì cũng có các cái sản phẩm về mứt này, bánh này. Phường Thủy Bằng đây quý vị. Đây, tới đây mà vào một vòng như thế này thì chắc cũng mất nửa ngày đó đây. Rất là đông vui và nhìn dài. Bên này là Hướng Phong, Hương Vinh. Bánh ép Huế. Phường An. Bánh ép Phường An nổi tiếng rồi. À, đây cả cái không gian check in nhìn thú vị quý vị. Hương Sơ. Hương An này quý vị. Gân Kiều này. Đây là Kiều đấy. À, Kiều Xe. À, và các cái gian hàng thì kéo dài tới đoạn này thôi quý vị. Đó, thì bây giờ tôi sẽ quay lại hội thi bánh mứt để cập nhật tiếp cái không khí cho quý vị xem. Vâng, bây giờ thôi xin tiếp tục cập nhật cái cuộc thi hội thi làm bánh mứt. Thì hiện tại thì các đội thi đã bước vào cái giai đoạn cuối cùng là giai đoạn hoàn thành sản phẩm. À, bây giờ là bên này là Bình Thuận đây. À, có những sản phẩm mực dừa, mực gừng, bánh Thuận đúng không? Bên kia thì có mực khoai môn rồi này. À, tổ chức của chúng tôi thường nhận thấy bắt đầu có những đó. Sản phẩm được trưng bày. Wow, đầy lại. Một lần nữa cũng xin các bảo vệ các đội thi có nhiều tổ chức. Cả đi chơi lâu không gì hả? Dạ. Nói chung là điều lửa là quăng ngón hay giờ là do cái lửa đó chứ. Dạ. Đấy. Chúng ta chờ để dỡ ra cái mẹ bánh đi có thể. Đây sản phẩm này. Wow. Đấy. Bánh Thuận là một món ăn Tết rất là thú vị đó quý vị. Và quý vị thấy là cách làm bánh Thuận này. Tới đây thì quý vị sẽ học được kinh nghiệm làm bánh mứt Huế. Đó, bên này là mứt gừng này. Rất nhiều cả cái đơn vị đến để tham gia. Và bây giờ đã tới cái giai đoạn công đoạn cuối cùng rồi. À, nhìn bánh có vẻ thơm gì vậy? Dạ, bánh thơm là nguyên chất bằng trứng. Trứng của gà nhà mình. À, dạ. Đây là trứng gà nhà mình luôn vậy? Dạ.
nhà mình tự làm, bột bình tinh từ nhà mình sản xuất. Đây quý vị, tại vì là nói là trứng này là nhà làm, bởi vì trong cả cái nguyên liệu thì có trứng nữa, và dùng trứng nhà làm thì quá tuyệt vời. Cảm ơn chị. Dạ dạ. Đó, những cái sản phẩm mà bây giờ được làm xong rồi thôi. Ở bên này thì ngồi trộn mứt dưa này. À, nhìn khói bốc lên là nhìn nghi ngục, nhìn đẹp quý vị. À, bên này thì mứt gân này cũng đang trong giai đoạn ra thành phẩm ở đây. Mứt Huế hả? Dạ. Mới đi một vòng là coi như về là xong rồi này. Chuẩn bị ra lo đấy quý vị. Mời quý vị về Tết Huế để ăn mứt gân miễn phí này. Do các nghệ nhân của các cái đơn vị vừa sạch vừa ngon. Đây này mứt dừa này. Tôi thì tôi rất kết bộ ba ba, mấy bộ ba ba này nhìn thú vị quý vị. Mặc áo ba ba và làm đặc sản Tết, một ý tưởng rất là sáng tạo. Đồ Bình Thuận có cái khuôn, có từng cái khuôn như thế này. Kính thưa quý vị, cách đây 2 năm thì cả đây quý vị thấy thì sau khi các đơn vị hoàn thành các cái sản phẩm của mình thì sẽ đến cái khâu là trang trí, làm sao nó có một cái sản phẩm bắt mắt để cho các ban giám khảo chấm điểm. Đó. Quá đẹp luôn. Một địa phương cũng mới vừa ra thành phố cách đây 2 năm. Đó, bên này thì là mức gừng là ra sản phẩm rồi đây. Khô rồi đây. Tuy nhiên dạ, nhìn dì áo dài, mặc áo dài đẹp quá vậy. Rồi, chào các ông. Mặc áo dài là mức gừng là đúng bài luôn hả? À, đúng, mình sẽ thuế mà. À, mình phải có làm mức đẹp, mức ngon. Mặc quần áo phải đẹp nữa, để thể hiện là của Tết Xuân. Dạ, đây, dì mặc áo dài của đẹp quý vị. Còn bên này là cả cái sản phẩm bên đơn vị của dì đã làm ra này. Đó. Dạ, Hương Phong. Mức gừng. Bên Bảnh Thuần cũng làm. Bây giờ mình làm xong là mình trang trí gì hả? Làm xong là công đoạn thứ hai là mình sẽ cho mua bao bì và mình sẽ trang trí để trưng bày sản phẩm. Chúc chúc đơn vị của chị là gặp thành công nha. Rồi ok, chị cảm ơn các. À, bên này là chị là đang trộn mứt dừa. Cũng gần hoàn thành sản phẩm rồi đây. Bên kia là Bình Thuận xong rồi. Nói chung là cứ thấy áo dài là thấy cổ đô rồi quý vị, và áo dài mà làm những cái sản phẩm mà ngày Tết nữa thì không khí là quá là tuyệt vời đó. À vâng, xin được cảm ơn chị và hy vọng là sản phẩm của chúng ta sẽ tôi cũng sẽ nặng chấn lại để xem thử sau khi các đơn vị làm xong thì sẽ trang trí vào bao bì như thế nào, và chúng ta sẽ thấy được một cái thành phẩm hoàn thiện nhất. Đó. À, bên này là các đồng chí bộ đội cũng làm việc, nhìn cô về cũng khá là chuyên nghiệp đấy. Ban tổ chức nhận thấy là có rất nhiều màu sắc, vậy xin mời đại diện của đội thi phường An Đông chia sẻ mức dừa mang vì nào sẽ mang để cho chương trình hội thi. Nói chung là với ý nghĩa là ai cũng có thể làm được những cái sản phẩm như thế này. Được lưu ý. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chờ một xíu nữa để xem thử cả cái thành phẩm làm ra là sẽ được trang trí như thế nào nhá. Vâng, kính thưa quý vị, thì vừa rồi tôi cũng đã gửi đến cho quý vị những cái hình ảnh trong chương trình Tết Huế, đồng thời có những cái thước phim về hồi thi làm mứt bánh ngày Tết, cũng như cho quý vị chiêm ngưỡng những cái gian hàng
trong cái không gian gọi là ký ức, miền ký ức đó, trong cái chương trình Tết Huế này. Đối với cái kết quả tham dự của các cái sản phẩm thì theo như ban tổ chức thì nó theo như ban tổ chức thì phải ngày mai mới công bố. Chính vì vậy mà hôm nay thì tôi xin tạm thời kết thúc video ở đây, và tôi cũng sẽ cập nhật những cái kết quả mới nhất để cho quý vị được xem vào một cái video tiếp theo đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo, và kính chúc quý vị có một cái năm mới thật là an khang và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.